Vâng, xin chào quý vị khán giả của kênh Du Thuyền Việt. Xin chào những vị khách hàng tương lai của Vietjet. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn một siêu phẩm mới của hãng du thuyền Prestige. Dài 60 feet, tương đương với khoảng 16 mét với 3 phòng ngủ. Quý vị các bạn có thể thấy là ngay sau lưng tôi là rất nhiều khách hàng đang tham quan mẫu sản phẩm này, bởi vì nó quá là hot. Đấy. Nên tôi không thể chờ đến lúc mà nó vắng để review quý vị các bạn được. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau lên tham quan mẫu X60 nhé. Vâng, X60 New. Đây là mẫu sản phẩm cùng với lại X70, nhỏ hơn một xíu thôi. Về thiết kế thì hoàn toàn là giống nhau, nó chỉ nhỏ hơn một xíu. Và cũng xin lưu ý là X60 và X70 là hai mẫu du thuyền dòng X, tức là thiết kế theo ngôn ngữ hình chữ X đầu tiên trên thế giới. Và cái thiết kế thông minh thế nào thì mời quý bạn hãy cùng theo chân tôi để thấy nhé. Ngay phía sau đây là cái khu vực cockpit. Đấy, chúng ta có một cái bàn rất là rộng đúng không ạ? Là ngồi chúng ta có thể tiệc tùng và ăn tối ở đây. Thế còn bước vào trong đây, phòng khách. Mời quý bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng, cùng ngắm phòng khách này. Rất là rộng. Và nếu mà đem so sánh với mẫu Prestige 520 thì chúng ta có thể thấy gì là cái phòng khách này của X60 nó rộng hơn rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là phòng khách được làm rộng ra hết thân thuyền. Do ngôn ngữ thiết kế là hình chữ X cho nên là toàn bộ phần trên này sẽ không có hai lan can, hai lối đi ở hai bên mà sẽ chỉ có một lối đi thôi, nên là cái phòng khách không gian tự nhiên là đẩy rộng hơn ra. Nào, chúng ta vào tham quan nào. Đây là không gian phòng khách các bạn ạ. Phía đối diện tôi đây có một cái tivi thò thụt, thì chúng ta có thể không dùng, chúng ta có thể ấn xuống để cất đi, khi nào dùng chúng ta lại đẩy lên. Chúng ta vào tham quan các không gian phòng ngủ của du thuyền nhé. Tất nhiên là đối với những du thuyền của hãng Prestige nói chung và du thuyền hạng sang nói riêng thì bao giờ phòng ngủ của chủ nhân cũng được nằm ở phía sau. Và nói là phía sau thôi, nhưng phòng ngủ này là nằm ở trung tâm du thuyền, giữa du thuyền, thì nó đảm bảo cái độ cân bằng và yên tĩnh tối đa có thể. Rất là rộng đúng không? Tay tôi chỉ đây là cái phòng thay đồ, cái phòng để quần áo. Còn phía bên kia sẽ là cái nhà vệ sinh. Thực ra thì mỗi hãng du thuyền nó sẽ có một ngôn ngữ thiết kế riêng, nhưng mà với Prestige là ngôn ngữ thiết kế là sang trọng, trẻ trung và thanh lịch. Đây là cái phiên bản nội thất gam màu sáng, không phải là sáng lắm, nhưng mà chúng ta có nhiều sự lựa chọn nội thất, có thể là đẩy nội thất lên sáng hẳn hoặc là mới tông màu trầm hơn một chút nữa. Với những người mà muốn cái sự sang trọng hơn một chút, đấy, ngôn ngữ nó trầm ấm hơn một chút, thì chúng ta có thể đẩy cái gam màu lên. Và khi mà cùng tư vấn với quý vị khách hàng thì chúng tôi sẽ có một cái cuốn sách rất là dày để chúng ta có thể lựa chọn mọi vật liệu từ gỗ đến da đến nỉ để chúng ta có thể phối màu cho chiếc du thuyền của mình. Nào, chúng ta cùng sang tham quan cái phòng ngủ tiếp theo. Đây là phiên bản 3 phòng ngủ. Đấy, thì một phòng ngủ phía sau ta vừa xem rồi, còn phía trước là chúng ta sẽ có hai phòng ngủ đi qua khu vực bếp. Đấy, đây là khu vực bếp này. Đấy, sau đó đến khu vực buồng lái này. Đấy, chúng ta có khu vực cái ghế phụ ở đây này. Đây là không gian phòng ngủ nhỏ dành cho trẻ em. Mà đã từng có mà mẫu trên mẫu Prestige 520 đã từng có một khách hàng của Vietjet là cái phòng ngủ này là anh không dùng. Và anh sẽ bỏ hai giường đi và biến thành phòng làm việc. Đấy, dựng một giá sách và một cái bàn nữa thành phòng làm việc của chủ nhân. Còn đây là phòng khách phía mũi. Rất là rộng rãi phải không quý bạn? Đấy. Không những có đầy đủ không gian về giường ngủ rất là rộng này. Chúng ta có hai tủ quần áo hai bên và cánh đều được tráng gương. Đấy, ngay phía này chúng ta có cái bàn làm việc kiêm bàn trang điểm luôn. Ngay bên dưới TV. Đấy. Còn toàn bộ đồ đạc nữ trang thì chúng ta có thể để ở đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thấy là cái ngôn ngữ chữ X nó hay ở chỗ nào. Nếu như các mẫu du thuyền dòng Flybridge, tức là lái lóc á, bình thường sẽ phân ra là hai tầng riêng biệt, mỗi tầng đều có lối đi riêng. Tuy nhiên là ngôn ngữ hình chữ X
Nghĩa là gì? Là toàn bộ không gian đều liên thông với nhau. Đó. Ngay cửa ra đây chúng ta có lối đi lên phần sàn tam giác tuyến mũi. Mời quý bạn chúng ta vào theo tôi nhé. Mọi người đã thấy sự khác biệt chưa? Đấy, ngôn ngữ hình chữ X là thế này đây. Bình thường thì chỗ này sẽ là cái hành lang đúng không ạ? Hành lang để chúng ta đi từ dưới đuôi thuyền lên đây. Tuy nhiên đây đã không còn hành lang nữa, mà chỗ này là chỗ mở rộng vào phòng khách. Đấy là lý do vì sao trên một mẫu 6X, tức là 60 feet, mà Prestige có cái phòng khách rộng hơn hẳn các mẫu thuyền khác. Nó phải tương đương với những mẫu thuyền trên 70 feet. Và đây là không gian của sàn tắm nắng phim mũi. Đấy, phần cabin không? Cabin rất là đặc biệt. Không phải du thuyền nào cũng có thiết kế như này. Cái sàn tắm nắng này thì nó đẹp tuyệt vời luôn quý vị các bạn ạ. Rất là rộng đúng không? Đấy. Bình thường thì mấy chú Tây là thích nằm úp nằm ngửa ở đây để phơi nắng, để làm cho da đen đi. Tuy nhiên là người Việt mình ấy thì thường là hay sợ nắng, nhất là các chị em đúng không ạ? Ra ngoài phải bôi kem chống nắng khẩn trương, một khăn quấn kín, chúng ta không no nữa. Ngay ở phía mũi chúng ta có trang bị thêm 4 chiếc cọc bằng carbon và có cái hệ thống cho bát tre ở trên, rất là nhẹ, thoáng, mát. Hey, cái không gian này mà phi ra biển thì tuyệt vời luôn. Thêm một cái bàn nhậu ở đây nữa đúng không? Chúng ta lên tham quan không gian cuối cùng nhé. Vâng, quý vị các bạn thấy cái phần lái nóc rộng nào chưa? Đấy. Ngay phía sau đây chúng ta có 3 cái ghế tắm nắng. Trên thì có hệ thống che rồi, nó che toàn bộ khu vực tắm nắng phía sau luôn. Còn ngay trước mặt tôi là một chiếc bàn ăn. Và phía trước thì hiển nhiên rồi, đã là fry bridge thì phải có quầy bar. Đấy, quầy bar, tủ lạnh, bếp nướng. Và phía trên thì chúng ta có hệ thống lái thứ hai. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây chúng ta có hệ thống CCTV camera có thể quan sát phía sau đuôi thuyền. Đây là màn hình Garmin. Ở đây tất nhiên rồi, chúng ta có thể nhìn view toàn cảnh ở phía trước. Mọi người để ý không? Đấy, ngay cả hai cái thanh chống của cái lái nóc đấy cũng ngôn ngữ hình chữ X, một nửa phần trên của chữ X đúng không ạ? Vâng, tôi vừa dẫn quý vị các bạn đi tham quan một vòng quanh mẫu Prestige X60 mới nhất vừa mới ra lò của tập đoàn Prestige. Không biết quý vị các bạn cảm nhận thế nào về mẫu thuyền này ạ? Rất là đẹp đúng không? Và thiết kế hoàn toàn mới, độc đáo, không một hãng du thuyền nào có được. Thì tôi cho rằng đây là một cái mẫu du thuyền rất là phù hợp với mức giá rất là phải chăng, khoảng quanh quanh 2 triệu euro. Đây là giá tại hạn. Còn khi về đến Việt Nam thì chúng ta sẽ phải cộng thêm khoảng 30% nữa thì sẽ giao đến tận tay của khách hàng. Nếu quý vị các bạn là bất cứ ai có nhu cầu có muốn mong muốn có tìm hiểu thêm về mẫu du thuyền này thì xin đừng ngần ngại liên hệ với công ty du thuyền Việt tại địa chỉ trong web và số điện thoại hiện hiện dưới màn hình. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe và theo dõi video đến thời điểm này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Vietjet, nhà phân phối du thuyền chính hãng số 1 Việt Nam.